Thân mến chào các bạn. Trả lời tiếp những cái câu hỏi liên quan tới cái dàn karaoke Bose của Peter. Billie Holiday có đặt câu hỏi cho Peter là Hi Peter, love your videos. Cảm ơn bạn Billie. I have a question. Peter xin phép đọc tiếng Anh là tại vì các anh Billie Holiday này viết toàn là tiếng Anh thôi. I have a 1X Pro 8 with a T4S. Is it possible to connect the Bose 700 soundbar and bass to it? If so, how would I do it? Thanks in advance. Cái câu hỏi của Billy là như vậy. Em có một cái mixer T4S rồi và em cũng có một cái Pro 8 rồi. Nhưng ở nhà em đang có một cái bộ nó gọi là Bose 700, một cái bộ soundbar 700 và cái cục bass. Thì có cách nào để kết cái bộ đó chung với cái này không? Mình có thể làm được. Lý do là tại vì trên cái T4S mixer nó có một cái cổng ra, aux out, trái phải. Thì mình chỉ có mua một cái sợi dây ra từ cái cổng ra của cái mixer này và mình cắm vô trong cái bộ soundbar là mình có thể âm thanh có thể hát từ ở cái mixer này ra cái soundbar. Các bạn cũng có thể kết vô những cái hệ thống mà PA system khác nữa chứ không nhất thiết là phải vô trong cái Bose soundbar. Ví dụ như là các bạn có một cái dàn âm ly ở nhà mà các bạn muốn âm thanh nó ra cái dàn âm ly thì mình kết cái cổng ra của cái mixer này vô trong cái bộ âm ly là mình cũng có thể nghe nhạc được. Cái câu hỏi kế là của chị Loan Lutz, cũng là tiếng Anh luôn, chắc chị này cũng là Việt kiều. Câu hỏi là What volume level do you set on the 2L1 Pro 8? Câu hỏi là ở cái âm lượng mà volume á, mình để trên cái Pro 8 là bao nhiêu? Thì khi mà mình đã dùng cái mixer này mình cắm vô trong hai cái Pro 8 á, thì ở trên hai cái Pro 8 nó mình không có còn chỉnh gì nữa, nó sẽ cắt đi, nó không có cho mình chỉnh gì trên hai Pro 8, là tất cả những cái âm thanh mình chỉnh là qua cái mixer luôn rồi. Cho nên mình không có quan tâm là mình phải vặn cái level ở cái mức nào. Tại vì ở trên hai cái LA này khi mà cắm vô đây qua cái sợi dây của Bose rồi á, là mình hoàn toàn tinh chỉnh ở trên cái mixer này. Mình không có quan tâm tới cái L1 Pro 8 nữa. Lớn nhỏ là dùng ở trên cái mixer. Mr. Võ hỏi Hi anh Peter, em mới mua xong cái mixer T4S và một cái L1 Pro 16. Chúc mừng em. Em đang làm theo hướng dẫn của anh, kết nối TV vào mixer qua cái cổng analog converter. Nhưng sao nhạc ra speaker nghe rất nhỏ và bị méo tiếng không giống nhạc gốc từ TV? Anh có thể giúp em được không? Ok, cái này nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là em coi lại cái cục converter em mua coi coi nó như thế nào, cái cục đó có hoàn hảo không, có work good không? Cái cục đó có tốt không, mình mua nên mua cái cục nó khá khá một chút, đừng có mua cái cục mà rẻ tiền quá thì âm thanh nó không hay. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi này của em, anh nghi á, là em dùng không đúng dây từ cái tivi á. Nếu mà em đi vô trong cái cổng mà cái cục converter á, thì mình mua cái sợi dây cho nó đúng. Rồi thứ hai nữa là từ cái converter mà em đi vô trong cái mixer này cũng phải là một cái sợi dây đúng nữa, tại vì nếu mà em mua dây không đúng á, cái đầu nó không có đúng á, thì em sẽ bị méo tiếng. Ok, ví dụ như anh lấy cái sợi dây này cho em coi. Ví dụ như em mua cái sợi dây này mà cái đầu này nè nó chỉ có một vòng thôi, hoặc là cái đầu này nó không đúng, thì là em cắm vô nó sẽ âm thanh nó sẽ bị méo. Như cái dây này á, là mình phải để ý là mình mua cái đầu này là hai vòng đen và cái đầu này chỉ là một vòng đen thôi. Nếu mà cái đầu này là hai vòng đen thì gắm vô nó sẽ không đúng. Thì để trả lời cho em là với cái câu hỏi của em thì anh nghi là cái hệ thống dây của em nó chưa đúng, em chạy dây lại, và khi em chạy dây lại rồi thì anh nghĩ là nó sẽ giải pháp cái vấn đề mà em đang gặp. Tuấn Đức Trần nói là Hello anh, nhờ anh chỉ giúp cách kết nối Bose T4S với cái iPad qua cổng Bluetooth. Ok, cảm ơn anh nhiều. Rồi, ok, trong cái video này Peter hướng dẫn cách kết nối cái iPad qua cổng Bluetooth, ok, thay vì AirPlay. Ở nhà Peter có hai cách dùng AirPlus hoặc là AirPlay, Bluetooth hoặc là AirPlay, nhưng mà Peter chọn AirPlay tại vì đối với Peter là AirPlay hay hơn. Nhưng mà nếu các bạn không có cái cục
AirPort Express mà không có cách để dùng AirPlay á, thì các bạn có thể dùng Bluetooth. Ok, giờ quay máy lại, Peter hướng dẫn cách dùng Bluetooth nha với cái iPad. Ở nhà Peter, Peter có cái cục Bluetooth này cũng của hiệu Bose luôn. Peter rất là thích hàng Bose. Thì Peter mua cái cục này cũng khá lâu rồi, khoảng chừng 6-7 năm nay rồi. Thì đây là cái cục Bluetooth. Thì đây là cái dây nguồn điện, Peter đã cắm điện rồi, nó lên điện. Thì ở đằng sau lưng của cái này nó có hai cái cách để mà mình chuyển nhạc. Một là optical, nếu mà cái máy mixer của mình có optical thì mình chuyển qua, nhưng mà cái mixer này không có optical thì mình sẽ dùng cái cổng này nè, aux out. Thì cái cổng này á, mình sẽ cắm cái sợi dây này, cái lỗ này nè là aux out, mình sẽ cắm cái dây này và cái đầu này nè là cái đầu phono ấy. Các bạn mua nhớ là mua cái đầu mà nó chỉ có một cái vòng đen thôi. Cái đầu này á mình sẽ cắm vô trong cổng số 4. Rồi. Thì hiện bây giờ là cái cục Bluetooth này nó đã cắm vô trong cái mixer rồi. Bây giờ trên cái iPad mình mở nhạc lên. Hiện bây giờ nhạc á nó đang hát ở trên cái iPad. Nhưng mà để mà mình dùng Bluetooth á thì mình đi vô trong setting. Mình vô trong cái phần Bluetooth và ở trên cái cục này nè, nó có một cái nút mình bấm đây thì nó sẽ hiện lên Bluetooth, Bose Bluetooth Audio Adapter, thì mình sẽ chọn nó và nó sẽ kết nối. Đó, thì bây giờ nó kết nối rồi, nó để là chữ Connect. Thì bây giờ nó kết nối rồi thì bây giờ mình có thể chơi nhạc qua nó, qua cổng đó. Ok, Peter cứ để tạm đây. Bây giờ Peter sẽ vô trong karaoke, kiếm một bài, rồi đó, như các bạn thấy. Hiện bây giờ đang gần mùa Giáng sinh thì mình hát cái bài 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 thánh ca đó đi ha. Đó, thưa các bạn, là hiện bây giờ nhạc từ cái iPad vô trong cái Bluetooth. Và cái Bluetooth này nó giải mã qua cái cổng audio out đây. Và từ cái dây này cắm vô cổng số 4, của cái cổng số 4 sẽ ra âm thanh. Đây là một cách. Cách mà Peter chọn chơi là AirPlay. Thì Peter có thể lấy cái dây này ra nè, lấy cái dây ra cắm vô đây là Peter có thể hát AirPlay. Vậy thôi, hai cách chơi. Nếu các bạn nào không có cái cục này thì đây là giải pháp, các bạn có thể dùng cái cục Bluetooth ở nhà. Hoặc là nếu mà các bạn nào không có dùng hệ thống Apple thì các bạn có thể dùng qua Bluetooth để hát. Các bạn thấy không, rất là đơn giản, nó chỉ là một cái sợi dây nguồn và một cái sợi dây audio out thôi, và một cái cục Bluetooth. Thì để Peter nói sơ sơ là cái cục Bluetooth này, nếu mà giờ Peter cầm cái iPad này đi chung quanh nhà thì Peter sẽ bị hạn chế, Peter không có đi xa được, tại vì nếu mà đi xa thì nó sẽ rớt, nhạc nó sẽ bị rớt. Và thứ hai nữa là cái này mình phải để line of sight, có nghĩa là nó phải thấy nhau, chứ không thấy nhau thì nó sẽ bị rớt, nhạc nó bị rớt. Cho nên nó chơi cái hệ thống mà theo cái kiểu AirPlay này thì đối với Peter nó hay hơn, là tại vì AirPlay nó truyền nhạc chất lượng cao hơn, và thứ hai nữa là đi xa hơn, tại vì nó không có dùng cái hệ thống Bluetooth mà nó là dùng cái hệ thống Wi-Fi ở trong nhà. Đó là một trong những cái mình cần lưu ý. Còn nhạc mà truyền qua Bluetooth thì nó dở hơn AirPlay. Tuy nhiên nếu mà các bạn mua cái cục Bluetooth thì các bạn nên mua cái cục mà nó gọi là aptX. Cái hệ thống aptX hình như giờ nó lên cái version 5 hay như thế nào đó thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Và cái cách truyền nhạc của nó sẽ chuẩn hơn. Ok. Rồi, cái video này ngừng tại đây. Nếu các bạn nào có câu hỏi thêm về dựng một cái system karaoke ở nhà làm sao cho nó đơn giản nhất mà hiệu quả nhất có thể, hiện bây giờ Peter dùng cái hệ thống ở nhà rất là hay, đơn giản, không có rườm rà mà lại đẹp nhà, nhưng mà âm thanh rất là hay. Rồi, thân mến chào các bạn.